Cho thầy hỏi ở đây này, hỏi từng bạn mà một ngày các con dùng internet trong bao nhiêu lâu? Đầu tiên trước khi cho thầy biết một ngày con dùng internet trong bao nhiêu lâu nhỉ? Dạ, chắc khoảng 4 45 phút đúng không? Totti là 45 phút này. Để thầy ghi lại là Totti là 45 phút này. Thế thì Ngọc Trúc là một ngày sử dụng internet bao nhiêu lâu nhỉ con? Con mở được mic rồi đấy. Nói đi con. 50 phút. 50 phút. À, thế là Ngọc Trúc là nhiều hơn bạn Totti là 5 phút đúng không ạ? Rồi, thế thì còn Thúy thì sao con nhỉ? Dạ, 1 đến 2 tiếng thôi. Quay Thúy, bạn Thúy là giờ có sử dụng internet tận 1 đến 2 tiếng, tức là nhiều hơn các bạn. Chúng ta bạn Thúy là sử dụng internet khá là thường xuyên đấy. Thế còn Hiển thì sao nhỉ con nhỉ? 30 phút. 30 phút một ngày, Hiển chỉ được sử dụng internet 30 phút thôi đúng không? Rồi, chúng ta đã thấy là cái thời lượng sử dụng internet của mỗi mỗi bạn là khác nhau. Ví dụ như ở đây Totti là 45 phút này, Ngọc Trúc là 50 phút. Thúy thì lại sử dụng đến 1 đến 2 tiếng và Hiển thì chỉ sử dụng 30 phút thôi. Việc sử dụng internet thì thời lượng như thế nào nó là hợp lý, thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là gì, vì sao mà cần phải tránh cái việc sử dụng internet nhiều, nếu không sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là gì ạ, nghiện internet và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng ta cùng xem qua một cái video nhé. Sau khi mà chúng ta vừa xem qua video thì có thể thấy là gì ạ, nghiện internet là như nào. Nghiện internet tức là khi mà các con sử dụng internet từ tận 5 đến 6 tiếng một ngày mà không vì mục đích học tập hay là công việc, đúng không ạ? Thế ở đây thì theo như thầy hỏi một số bạn thì các bạn đều sử dụng internet ở cái mức độ cho phép và mức độ rất là điều độ với lứa tuổi các bạn nhỏ, như vậy là rất là quý rồi. Thế thì vậy qua video vừa rồi có bạn nào thử cho thầy biết là nếu mà các con sử dụng internet không điều độ thì chúng ta sẽ gặp những cái tác hại gì không nhỉ? Nào, Ngọc Trúc nào, Ngọc Trúc Thưa thầy là khó ngủ, có ngủ rồi này đúng không? khó ngủ, mệt mỏi, Mệt đau mỏi, đầu, đau đau đầu. đầu, ít gặp bạn bè. Ừ, ít gặp bạn bè đúng không? Thế thì nghiện nghiện internet có cái tác hại gì đây nhỉ con nhỉ, mà con với cả Tutti đều đang sở hữu đây nhỉ? Nên mắc kính. Rồi, nếu mà khi các con sử dụng internet quá nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Các tác hại thì lúc nãy Ngọc Trúc đã nêu ra cho các bạn rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể mất ngủ này, chúng ta có thể lúc nào cũng người sẽ lờ đờ, uể oải này, mệt mỏi như kiểu người đang hết pin đúng không ạ? Và đặc biệt là cái tác hại lớn nhất đó là gì, ảnh hưởng đến mắt của chúng ta. Ở đây thì thấy bạn Thúy và bạn Hiển chưa phải đeo kính thì hy vọng là các bạn sẽ sử dụng internet một cách điều độ để có thể không phải. Thúy nào, Thúy cho thầy biết là trong cái tình huống này thì con sẽ làm gì khi mà được một người bạn ngẫu nhiên gửi những tin nhắn như thế này đến nhỉ? Dạ thưa thầy, con sẽ không đồng ý. Con sẽ không đồng ý đúng không ạ? Dạ. À, tại sao con lại không đồng ý, con giải thích với thầy. Tại vì con không quen biết người này. Đúng rồi, tại vì con không quen biết người này. Đúng không ạ? Vậy thì đáp án của thầy đưa ra có đồng giống với Thúy không nhỉ? Vậy là nếu như mà người mà em không quen biết hoặc là chưa rõ danh tính thì tuyệt đối chúng ta sẽ không đồng ý kết bạn và chơi cùng với người đó đúng không ạ? Rồi, chúng ta đến với tình huống số 3 này. Em được một người lạ bắt chuyện ở phần chat. Đó là diện người ta bảo là hôm nay mình có gặp bạn ở trường, bạn thật đáng yêu. Cho mình địa chỉ nhà bạn nhé, mình sẽ đến chơi với bạn. Thì nếu là con sẽ làm gì ạ, Hiển ơi? Con sẽ kệ. Con sẽ kệ đúng không ạ? Kệ cái tin nhắn đấy đúng không ạ? Rồi, thế thì để xem đáp án này có đúng không nhá. Rồi, thế thì với người lạ mà không quen biết thì gì ạ? Tuyệt đối là chúng ta sẽ không chủ động đáp lại các cái tin nhắn làm quen hay là bắt chuyện hay là xin địa chỉ nhà rồi rủ đi chơi đúng không ạ? Nhắc lại cho thầy là về cái việc là cùng giữ bí mật thông tin cá nhân chúng ta nào. Thầy một chút nào, rất là hăng hái trong buổi ngày hôm nay. Hai là không nên chia sẻ số điện thoại, Điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ nhà. tên, thông tin của mình.
rồi và không chụp những bức ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội. đúng rồi không chụp những bức ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội. Rồi thế thì rất cảm ơn Trúc đã giúp thầy và các bạn chúng ta hệ thống cuốn hút. Rồi ok, vậy thì chúng ta đã bắt đầu buổi học cũng đã quá được hơn 20 phút rồi. Chúng ta đã nhìn vào màn hình máy tính được 20 phút rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hành nào. Bây giờ là tất cả cùng nhìn ra xa này. Không nhìn vào màn hình máy tính nữa nhé. Thử luôn là xem mắt có đỡ mỏi hơn không. Các con nhìn ra xa đi. Rồi, nào bây giờ đếm trong đầu nào, từ 1 đến 20 nào. Bạn nào đếm xong rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại nhìn màn hình máy tính nhé. Thầy cũng đang làm cùng các con này cho mắt đỡ mỏi này. Thầy kêu nhìn vào đây. Thầy kêu. Rồi, có bạn nào đã đếm xong đến 20 chưa nhỉ? Rồi, Thúy đã xong nào, Tutti đã xong rồi. Ba đây là tổng đài gì nhỉ? Số điện thoại Ờ, của tổng cảnh sát, cảnh sát, cảnh cảnh sát đúng không ạ? 114 là gì nhỉ? sát. Cứu hỏa đúng rồi. Sát khi mà chúng ta phải có đám cháy hoặc là cấp cứu hộ cứu nạn thì chúng ta sẽ gọi đến số 114. Còn 115 là gì các con nhớ không nhỉ? Xe cứu Đúng rồi, 115 là gọi để gọi xe cứu thương đưa người bị nạn, bị bệnh đi cấp cứu. Có tổng đài 111 chính là tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia Việt Nam đúng không ạ? Lúc nãy thì đã bảo vệ khi chúng ta gặp bất cứ một rủi ro nào trên internet thì chúng ta có thể gọi đến số tổng đài 111 để được hướng dẫn, tư vấn giải quyết. Thầy ơi, Ơi, có bộ hai có gì? có một bộ hai 112 à? 112 chắc là có đấy, nhưng mà chúng ta để tí nữa nhé, để tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tổng đài 112 là gì nhé, nếu như mà có không nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với câu số 10.